Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau trận mưa lớn vào đêm ngày hôm qua, đến sáng ngày hôm nay, toàn thành phố bao trùm một màn sương dày đặc đến tận trưa. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới khu vực Nam Biển Đông, nên đến khoảng 14 giờ chiều ngày hôm nay xuất hiện mưa lớn kèm theo gió lốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ sáng đến trưa, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh được bao trùm bởi một màn sương dày đặc. Đồng thời, do những khối không khí từ nơi khác đem theo mưa ẩm, khiến bầu trời thành phố Hồ Chí Minh nặng nề hơn. Thời tiết khu vực Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nên vào những ngày cuối tuần này, người dân nên chuẩn bị trước khi đi ra ngoài vì thời tiết xấu có thể xảy ra những ngày tiếp theo.